Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, sau khi tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội vào sáng sớm ngày hôm nay, dàn xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu nghi thức dẫn đoàn xuất phát từ khách sạn Metropole qua các tuyến phố rồi tiến vào phủ chủ tịch. Nổi bật trong đoàn là chiếc xe limousine siêu sang Aurus Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã đến Hà Nội lúc hơn 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn xe chở Tổng thống Nga xuất phát từ khách sạn Metropole đi qua các tuyến phố, rồi tiến vào phủ chủ tịch. Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã diễn ra vào trưa 20 tháng 6. Thanh niên, sinh viên đứng hai bên lối vào phủ chủ tịch trên phố Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, trước giờ diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đúng 12 giờ trưa, dàn mô tô phân khối lớn của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội bắt đầu nghi thức dẫn đoàn xuất phát từ khách sạn Metropole, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Nổi bật trong đoàn là chiếc limousine siêu sang Aurus Senat, dòng xe do Nga phát triển được chọn làm xe chuyên dụng cho Tổng thống Putin từ năm 2018, thay thế cho xe Mercedes. Aurus Senat hiện là xe tổng thống chính thức của Nga và được sử dụng cho mọi mục đích thực tế và nghi lễ của nhà lãnh đạo Nga. Theo chuyên trang Drive về ô tô xe máy của Australia, chiếc xe limousine Aurus Senat được Nami, một viện kỹ thuật thuộc chính phủ Nga, có trụ sở tại Moscow thiết kế và hãng xe Aurus Motors của Nga chế tạo riêng cho Tổng thống Putin vào năm 2018 để thay thế chiếc Mercedes-Benz S600 Gok Pullman đã lỗi thời của ông được giới thiệu tại lễ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ tư của ông Putin vào cuối năm đó. Aurus Senat hiện là xe Tổng thống chính thức của Nga và được sử dụng cho mọi mục đích thực tế và nghi lễ của nhà lãnh đạo Nga. Theo Reuters, chiếc Aurus Senat mang phong cách cổ điển dựa trên chiếc limousine ZIL thời Liên Xô. Theo trang Drive, các thiết bị tùy chọn cho chiếc xe phục vụ nhà lãnh đạo Nga bao gồm lớp giáp chống đạn, kính cường lực, lớp bảo vệ sàn chống bom, lốp cao su, ranflat đặc vũ khí tích hợp và nguồn cung cấp oxy khép kín. Điều này khiến cho trọng lượng chiếc xe của ông Putin lên tới 7.200 kg, tương đương với trọng lượng của một chiếc xe buýt thương mại. Với khả năng chống đạn xuyên giáp, đạn bắn tỉa và lựu đạn, chiếc xe của nhà lãnh đạo Nga được Times of India mô tả là như xe tăng. Dưới nắp capo của chiếc Aurus Senat, động cơ xăng V8 4,4 lít tăng áp kép được cho là cùng với hãng Porsche hợp tác phát triển, được ghép nối với một động cơ điện đơn tạo ra công suất tổng hợp 440 kW, 889 Nm với cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Bên trong cabin của chiếc Aurus Senat, gỗ bóng được ốp dọc bệ cửa sổ và bảng điều khiển. Tất cả bốn ghế đều được bọc bằng da nga chứng hiệu màu trắng hoặc nâu vàng, trong khi ngăn lạnh đựng rượu sâm panh và rèm cửa sổ là trang bị tiêu chuẩn. Trưa 20 tháng 6, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện được Việt Nam và Nga ký kết nhân chuyến thăm lần này gồm 1. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

bản ghi nhớ giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đối hỗn hợp Việt-Nga và Cơ quan Liên bang Nga về giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để phòng chống dịch bệnh. 5. Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 11-2 cho tập đoàn Zaru Besnev. 6. Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, Ranepa. 7 thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và Ranepa. 8. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Phê Phu. 9. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế Cao cấp, HSE. 10. Bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Novatec. 11. Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Quản lý BVIM và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, RDIF. Bên cạnh đó, chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh cuộc hội đàm với tổng thống Putin đã rất thành công. Trong không khí cởi mở, chân thành tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí các định hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga hai bên nhất trí tăng cường quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Lễ khánh thành tượng đài Vladimir Lenin diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và người dân tỉnh Ulyanovsk của Nga trao tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch tỉnh Ulyanovsk Oleg Kabanov cho biết vùng Ulyanovsk và Việt Nam có quan hệ hữu nghị và đối tác bền chặt trong nhiều thập kỷ. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Ulyanovsk gần 40 năm qua và hiện nay có hơn 200 gia đình Việt Nam sinh sống ở đó. Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Besdetko khẳng định tượng đài là một biểu tượng mới của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa vùng Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước nói chung như một lời nhắc nhở về những lý tưởng cao đẹp của Vladimir Ilyich Lenin và Bác Hồ, những lý tưởng vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Trước đó năm 2017, hai tỉnh đã khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk, sự kiện nổi bật đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Vladimir Ilyich Lenin là một công trình văn hóa có ý nghĩa, địa chỉ đỏ để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga khi đến thăm tưởng nhớ về người, về quê hương và cội nguồn. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam xa xứ, là nơi để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Công trình tượng đài Vladimir Ilyich Lenin tại thành phố Vinh là biểu tượng văn hóa nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó của nhân dân hai tỉnh. Từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, hai bên sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch. Trước đó, tháng 6 năm 2023, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại thành phố Saint Petersburg, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Hai công trình trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nga qua thời gian. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Nga ngày nay không ngừng được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước củng cố, vun đắp tình cảm đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Nga hiện nay đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết, tình hữu nghị quốc tế. Qua nhiều thế hệ, hai bên chia sẻ với nhau không chỉ những thách thức khó khăn mà cả những khoảnh khắc vinh quang, hạnh phúc, thấm đượm tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ông Nguyễn Đăng Phát, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga khẳng định, quan hệ Việt Nga với nền tảng trước đây là quan hệ Việt Xô là tình cảm nặng nghĩa nặng tình. Nhiều công trình mang dấu ấn hữu nghị Việt Xô như thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An, cầu Thăng Long, vân vân. Ông phát cho biết, trong bối cảnh thế hệ người trẻ Việt Nam không biết nhiều về Nga như thế hệ đã lớn tuổi, Hội hữu nghị Việt Nga và Hội hữu nghị Nga Việt đang tổ chức nhiều hoạt động để thu hút giới trẻ. Cuộc thi vẽ tranh Em vẽ nước Nga, em vẽ Việt Nam đã được tổ chức 8 lần. Năm 2023, cuộc thi thu hút số lượng kỷ lục người tham gia. Với 17.000 học sinh khắp cả nước gửi tranh về tham dự. Ông cũng cho biết, ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga gồm 95 thành viên, trong đó có một số lãnh đạo doanh nghiệp. Hội đã đề xuất thành lập trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nga, bởi hội hữu nghị Nga Việt phía bạn đã có trung tâm kinh doanh. Ngoài bộ công thương, hai đầu mối này sẽ giúp tìm hiểu nhu cầu, cơ hội hợp tác của hai bên. Một số địa phương của Nga đang có nhu cầu hợp tác với địa phương Việt Nam. Vì vậy, ông phát hy vọng sẽ sớm thấy kết quả. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO cho biết, các tổ chức thuộc VUFO đã và đang phối hợp với các tổ chức của Nga giới thiệu nhiều đoàn sang làm việc, tìm hiểu, mở rộng, tăng cường hợp tác trên kênh doanh nghiệp. Về hợp tác giáo dục, Trung tâm Văn hóa Nga tại Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động. Hàng năm, Trung tâm cung cấp 1.000 suất học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam sang Nga học tập. Ngoài ra, còn có nhiều trường triển khai hoạt động hợp tác riêng. Gần đây, Hội hữu nghị Việt-Nga ký thỏa thuận hợp tác với một trường đại học của Nga để phát triển các chương trình giảng dạy tiếng Nga ở các trường đại học Việt Nam. Ông Sơn tiết lộ sẽ có một hoạt động mới trong năm 2025 nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.